Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tác giả Cẩm Nang đánh Mỹ nói về Đài Loan và Hồng Kông. Cựu Thiếu tướng Không quân Trung Quốc, giáo sư Kiều Lương cho rằng chừng nào Đài Loan không tuyên bố độc lập thì quân giải phóng nên tập trung vào đối thủ lớn nhất là Hoa Kỳ. Với các căng thẳng đã diễn ra ở eo biển Đài Loan gần đây, lần này cũng nhắc lại quan điểm của lý thuyết gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, tướng Kiều Lương chia sẻ. Và là đồng tác giả cuốn Cẩm Nang đánh Mỹ thời hiện đại của Trung Quốc, ông Kiều Lương lên tiếng trong tháng 5 vừa qua hạ hỏa cho làn sóng dân tộc chủ nghĩa đòi lấy lại Đài Loan. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1956 ở huyện Bình Đông, Đài Loan. Bà hiện là đương kim Tổng thống Đài Loan và Chủ tịch của Đảng Dân Tiến. Bà lên làm Tổng thống Đài Loan từ năm 2016 và tái đắc cử vào năm 2020. Trả lời phỏng vấn của báo đài Trung Quốc đúng dịp lưỡng hội họp tại Bắc Kinh, tướng Kiều Lương, người đã từng về hưu khỏi Không quân Trung Quốc nhưng vẫn là giảng viên Học viện Quốc phòng, nói như sau. Mục tiêu tối hậu của Trung Quốc không phải là thống nhất với Đài Loan mà đạt được giấc mơ phục hưng dân tộc để 1,4 tỷ người Trung Quốc có cuộc sống tốt đẹp. Ông Kiều nói với truyền thông Trung Quốc như vậy, theo trang Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ một bài báo hôm 4 tháng 5 năm 2020. Cũng theo bài báo này, ông Kiều Lương khẳng định việc dùng vũ lực giành lại Đài Loan là rất tốn kém và không nên trở thành ưu tiên hàng đầu. Theo ông, Hoa Kỳ đã chuẩn bị kỹ cho việc ủng hộ các hoạt động ly khai của Đài Loan, Hồng Kông và cả Tây Tạng, nên không việc gì Trung Quốc phải chọn một mục tiêu rất tốn kém là Đài Loan. Đánh giá tình hình Mỹ-Trung sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông cho rằng chính Hồng Kông mới là tuyến đầu của xung đột với Hoa Kỳ và Trung Quốc, cần tập trung vào đó. Phát biểu công khai trên truyền thông Trung Quốc của một nhân vật diều hâu, theo báo Hồng Kông là dấu hiệu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn bị động trước những lời kêu gọi dân tộc chủ nghĩa đòi tấn công Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn của Dân Tiến Đảng tái đắc cử Tổng thống trên hòn đảo mà Bắc Kinh coi là của họ. Và bên cạnh đó, các quan hệ quân sự Hoa Kỳ với Đài Loan đang ngày càng được thắt chặt. Tuần này, một chiếc C-40A phi cơ quân sự theo mẫu Boeing 737 của Hoa Kỳ đã được phép bay vào không phận Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Tin từ châu Á cho hay Trung Quốc đang chuẩn bị có cuộc tập trận có thể nhằm chuẩn bị cho việc chiếm Đông Sa, nằm cách Cao Hùng 430 km về phía Đông Nam mà hiện do quân đội Đài Loan kiểm soát. Hai đấu đổi chiến lược và chiến tranh phi giới tuyến đã được đặt ra. Đây là hình ảnh cựu Thiếu tướng Không quân Trung Quốc, giáo sư Kiều Lương. Cũng tại phiên họp của Lưỡng hội Trung Quốc vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa nói đúng những gì tướng Kiều Lương trình bày ra truyền thông. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thì đối đầu chiến lược Mỹ-Trung đã bước vào giai đoạn có rủi ro cao. Và câu hỏi giới quan sát đặt ra nay chỉ là ở đâu độ rủi ro cao và va chạm cao nhất. Sự xuất hiện trở lại của Thiếu tướng Kiều Lương làm cho báo quốc tế chú ý, lật lại cuốn sách của ông xuất bản tại Trung Quốc đã hơn 10 năm qua. Vào năm 1999, Kiều Lương và Vương Tương Tuệ công bố cuốn sách Siêu Hạn Chiến. Siêu ở đây tức là vượt, hàm ý vượt qua giới hạn của quân sự. Khi hai ông mới mang hàm đại tá nhưng đã có tiếng là lý thuyết gia quân sự của quân giải phóng. Vào năm 2004, cuốn sách nổi tiếng lần đầu tiên xuất bản ở nước ngoài bằng tiếng Anh và có tên là Cuộc Chiến Phi Giới Hạn, kế hoạch cơ bản của Trung Quốc nhằm tiêu diệt Hoa Kỳ. Cần phải nói rằng từ năm 1999 cho đến năm 2004, tư duy quân sự của Trung Quốc và cách đánh giá Hoa Kỳ đã thay đổi nhiều, phản ánh ngay trong tựa đề của hai ấn bản. Bản tiếng Trung chỉ có nguyên văn là Siêu Hạn Chiến, đề xuất của người Trung Quốc ứng phó trước chiến tranh kiểu mới của người Mỹ, đề xuất tân chiến tranh Mỹ, quốc nhân ứng đối. Nhưng đến năm 2004, tựa đề tiếng Anh lại ghi hẳn là Cuộc Chiến Phi Giới Hạn, kế hoạch cơ bản của Trung Quốc nhằm tiêu diệt Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Được biết, các nhân vật cứng rắn trong bộ tham mưu tranh cử của Donald Trump như Stephen Bannon tin rằng chính vì cuốn sách này mà họ có quan điểm là Bắc Kinh tung ra cuộc chiến đánh vào nước Mỹ. Niềm tin đó có xác đáng hay không là một chuyện, nhưng sách của hai ông Kiều và Vương thì rõ ràng có nêu ra một loạt cách thức tiến hành thời chiến tranh hiện đại, bên ngoài chiến trường tạo ra xung đột theo nhiều cấp độ ở vùng xám, theo nhiều quan điểm. Sách của phương Tây chỉ ra, về toàn cục nhắc lại binh pháp tôn tử cuốn Siêu Hạn Chiến cho rằng
phương Tây, nhất là Hoa Kỳ đã cổ vũ cho cách mạng quân sự đi cùng với các đời vũ khí mới. Và từ thời cung nỏ, súng hỏa mai đến nay, cứ mỗi thế hệ vũ khí mới thì sẽ có học thuyết quân sự tương ứng. Và hiện nay là chiến tranh công nghệ cao, điều này đòi hỏi đầu tư lớn, bao phủ toàn cầu. Họ đi vào phân tích nhiều chiến dịch của Hoa Kỳ và chỉ ra rằng để một trái hỏa tiễn Patriot bắn trúng đích thì cần có mạng vệ tinh, định vị phủ sóng gần nửa trái đất, điều phối từ Afghanistan sang tận Úc về Mỹ và trở lại trung tâm điều khiển ở Trung Đông. Thị trường vũ khí phương Tây gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các nước kinh tế phát triển gần như hàng tuần tung ra các sản phẩm hiện đại hóa dùng vào chiến tranh. Nhưng cách nhìn của Trung Quốc lại khác đi. Hai ông Kiều Lương và Vương Tương Tuệ cho rằng cuộc chạy đua để có vũ khí tối tân vượt trội nhằm hạ đối phương ở ngoài chiến trường chóng vánh như cuộc tấn công sấm sa mạc đánh đổ Iraq của Saddam Hussein vào năm 1992 là không có điểm dừng. Vũ khí tiên tiến là khái niệm tương đối vì nó chỉ tiên tiến so với một thế hệ trước và sẽ nhanh chóng bị coi là lạc hậu khi có thứ mới hơn. Vì thế, chiến lược của Trung Quốc phải là tránh bị kéo vào cuộc đua công nghệ mới mà họ cho là nước họ còn chậm hơn Hoa Kỳ 20 năm tính vào thời điểm 1999. Trái lại, Trung Quốc cần tung ra cuộc chiến ở mọi lĩnh vực, không xác định giới hạn dân sự và quân sự, kinh tế. Cuốn sách đã đề xuất ra một loạt các hình thức chiến tranh bao gồm pháp chiến, thương chiến, ngoại giao chiến, võng chiến, chiến tranh mạng, điện tử chiến và nêu ra khái niệm phối hợp sức mạnh. Một vũ khí không phải hiện đại nhất nếu biết dùng đúng chỗ có thể thắng chiến tranh high-tech world của Hoa Kỳ. Về lý thuyết chiến tranh, hai tác giả nói chiến tranh hiện đại chỉ có là một quy luật là không có quy luật nào cả và Trung Quốc cần điều động tất cả mọi phương tiện để phối hợp và tạo sự ưu thế tùy lúc, tùy chỗ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát các cuộc duyệt binh hải quân trên Biển Đông vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Và cho đến nay, có vẻ như những gì cuốn sách nêu ra đã hình thành trên thực tế trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo hai lý thuyết gia quân sự của Hoa Kỳ, Nathan Packard và Benjamin Jensen, từ Học viện US Marine Corporation University, thì Hoa Kỳ đã biết chiến lược của Trung Quốc nhưng những năm qua chỉ đối phó bằng cách gìn giữ hòa bình qua thể hiện sức mạnh. Các đợt tuần tra trên biển để bảo vệ tự do hàng hải cùng nhiều công tác xây dựng đồng minh hoặc các trạm tiền phương ở các nước đối tác xung quanh Trung Quốc đề phòng khi xảy ra chiến sự nhằm trong chiến lược này. Tuy thế, càng về gần đây, chính quyền Trump càng thiên về hướng đối đầu toàn diện hơn với Trung Quốc và trên các mặt trận đa dạng, từ thuế quan cho đến giáo dục, truyền thông và quân sự. Cũng theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, thì điều chớ trêu là chính ông Kiều Lương đã tạo cảm hứng qua cuốn Siêu hạn chiến cho Stephen Bannon và phái hữu ở Mỹ rằng họ cần dùng chiến tranh phối hợp đa diện, gồm cả thương chiến để chống lại Trung Quốc. Một số người nghĩ rằng Đài Loan và Mỹ đang tích cực trợ giúp tổ chức và rót tiền cho phong trào biểu tình Hồng Kông. Đó là một khả năng chứ không phải là thuyết âm mưu, bởi từng có nhiều báo cáo về cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan liên quan tới chính phủ Mỹ và người biểu tình. Đáng chú ý hơn, cuộc khủng hoảng chính trị Hồng Kông bùng phát đã tạo nên cơ hội hiếm hoi để nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cùng các đồng minh ở Mỹ hạ uy tín của chính sách một quốc gia, hai chế độ và cứu vãn tỷ lệ ủng hộ từng có thời điểm suy giảm mạnh của bà. Và Đài Loan đã hướng tới một chiến thắng thực sự, đó là nhiệm kỳ thứ hai của bà Thái Anh Văn trong bầu cử tháng 1 năm 2020 vừa qua. Và Hồng Kông chỉ là một sự kiện bên lề đối với Mỹ nhưng thật rất hữu dụng. Đây là hình ảnh những cuộc biểu tình hàng triệu người đã nổ ra ở Hồng Kông năm ngoái để chống lại dự luật dẫn độ và đòi hỏi dân chủ. Hồi đầu năm nay, Washington đáng ra có lẽ đã quyết định hạ giọng để giảm căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc và thậm chí có thể tạm ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Điều này là do thời điểm bấy giờ, bà Thái Anh Văn đã rời khỏi vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan, cầm quyền ở Đài Loan sau những thất bại thảm hại trong các kỳ bầu cử địa phương và một số tổ chức trong tháng 11 năm ngoái. Lãnh đạo Quốc dân Đảng trỗi dậy như một thế lực với lời thề cam kết sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư và doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục đến với hòn đảo này. Trong năm tới, nếu trở thành người đứng đầu Đài Loan, ông Han Kyu-yu còn có kế hoạch hạ tông những quan điểm chống Trung Quốc và đóng vai trò trung lập hơn giữa Mỹ và Đài Loan. Và từng có thời điểm là ứng viên hàng đầu cho chức Tổng thống, ông Han Kyu-yu giờ thành người lạc lõng khi không thể nhanh chóng nhận ra tầm ảnh hưởng của vấn đề Hồng Kông đối với chính trị Đài Loan. Hiện tại, các lá phiếu thăm dò liên tục cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ít hơn ủng hộ bà Thái đến mức hai con số, tức là hơn chục điểm phần trăm.
Nhờ có vấn đề Hồng Kông mà giờ đây làn sóng độc lập ở Đài Loan càng trỗi dậy mạnh mẽ, đương nhiên là được Mỹ ủng hộ. Bà Thái Anh Văn giờ còn nói công khai về vấn đề chủ quyền và bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc đại lục. Bằng lòng tin và sự quyết tâm ngày càng lớn, chính phủ của bà Thái đã công khai đề nghị Washington giúp cho các lực lượng của họ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump còn hứa hẹn thắt chặt quan hệ quốc phòng với Đài Loan, trong đó bao gồm bình thường hóa các thương vụ vũ khí với hòn đảo này. Và diễn biến mới đây nhất được cho biết như sau, nhiều xe tăng, xe thiết giáp, xe vận chuyển hạng nặng cùng các tên lửa đối không trị giá hơn 2 tỷ đô la, 66 chiến đấu cơ trị giá 8,2 tỷ đô la, thương vụ vũ khí lớn nhất kể từ thời Tổng thống George Bush đã được chuyển cho Đài Loan. Ông Bush đã từng ký duyệt bán 150 chiến đấu cơ cho Đài Loan vào năm 1992. Trên mặt trận ngoại giao, một dự luật đang được thúc đẩy tại Quốc hội Mỹ nhằm trừng phạt tất cả những người bạn cũ của Đài Loan đã rời bỏ hòn đảo này để quay lại làm bạn với Trung Quốc đại lục. Và nhờ vào khủng hoảng ở Hồng Kông, Washington và Đài Bắc giờ đây đang hướng tới nhiệm kỳ thứ hai của bà Thái Anh Văn với nhiều hứa hẹn mới. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào eo biển Đài Loan sau sự hiện diện của Mỹ, điều đó cũng đã được ghi nhận. Đây là hình ảnh chiến đấu cơ Z-11 của Trung Quốc thường hoạt động ở vùng Biển Đông. Một nhóm máy bay chiến đấu của Trung Quốc vừa bay vào eo biển Đài Loan và tiếp cận Đài Loan trong một thời gian ngắn, chỉ vài giờ sau khi một chiếc máy bay vận tải của Mỹ bay qua không phận đảo này vào hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu để cảnh báo các máy bay chiến đấu của Trung Quốc PLA đang vượt qua ranh giới để đi vào eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố như vậy. Và thông báo này được ghi rõ, quân đội có toàn quyền giám sát và kiểm soát mọi hoạt động trên biển và trên không xung quanh Đài Loan và người dân có thể yên tâm về khả năng bảo vệ an ninh lãnh thổ quốc gia của chúng ta. Và vụ việc đã xảy ra chỉ vài giờ sau khi một chiếc máy bay vận tải C-40A của quân đội Mỹ thực hiện chuyến bay hiếm hoi vào Đài Loan qua bờ biển phía Tây Nam vào sáng sớm. Máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ Okinawa bay qua Cơ Long, Tân Bắc, Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Luật, Đài Trung, Chương Hóa, Gia Nghĩa, Đài Nam và bay qua eo biển Đài Loan về hướng kênh Bashi, theo thông tin kiểm soát không lưu của iNews. Phát ngôn viên của quân đội Đài Loan Chi Sung Veng xác nhận rằng máy bay Mỹ đã bay qua Đài Loan. Thông báo cho biết quân đội có toàn quyền kiểm soát các hoạt động trên khắp Đài Loan và tình trạng hiện nay là bình thường. Ông Shin đã nói như vậy. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết máy bay Mỹ không hạ cánh xuống Đài Loan và bác bỏ một số suy đoán của truyền thông địa phương rằng máy bay Mỹ đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Các chuyến bay của Mỹ qua eo biển Đài Loan diễn ra vào thời điểm quân đội Trung Quốc PLA đang đẩy mạnh các hoạt động tập trận nhằm vào Đài Loan tự trị. Thứ tư tuần trước, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin rằng quân đoàn 73 của quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và chiếu hình ảnh các xe tăng đổ bộ xuống các bãi biển trong một cuộc tấn công phối hợp với thời tiết biển động. Vào hôm 14 tháng 5, PLA đã bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài 2 tháng rưỡi tại Sinh Thăng, Hà Bắc mà giới quan sát nhìn nhận như một cuộc động thái nhằm vào Đài Loan và Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cảnh báo Washington về việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan và tức giận về chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ hòn đảo này. Cũng trong hôm thứ Ba, Đài Loan tuyên bố rằng cuộc tập trận Hang Quang hàng năm sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Các cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của 3 lực lượng và sẽ được tổ chức trên biển, trên không và trên đất liền tại Đài Loan, cũng như các đảo ngoài khơi Đài Loan trong 5 ngày 4 đêm từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 7 năm 2020. Tướng Lin Wen-wang đã nói tại Đài Bắc như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản tin Tác giả cẩm nang đánh Mỹ nói về Đài Loan và Hồng Kông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.